Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Di Động Việt. Như chúng ta đã biết thì Apple đã tung ra phiên bản mới nhất của iPad Air vào đầu năm 2019 như một bản cập nhật mạnh mẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa iPad và dòng iPad Pro cao cấp. Dòng tablet này đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực và giờ đây thì chuẩn bị có thêm thiết bị kế nhiệm. Các thông tin mới nhất cho thấy Táo Khuyết dường như đã sẵn sàng để ném bom giải thảm các dòng sản phẩm mới của họ vào cuối năm nay, tức là chiếc iPad tầm trung mới sẽ cùng sát cánh với thế hệ iPhone tiếp theo của công ty Mỹ. Cụ thể thì một nguồn tin trên Twitter đến từ một người dùng Trung Quốc vốn đưa ra những dự đoán rất là chính xác về các sản phẩm của Apple thì nay lại tiếp tục công bố thêm các thông tin mới. Tài khoản Twitter này đã từng dự đoán chính xác các kế hoạch của Apple về thời gian công bố loạt iPad Pro 2020 và MacBook Air mới vào tháng 3. Chính nguồn tin này cũng hé lộ tin tức về bàn phím Magic của nhà táo ngay trước khi phụ kiện này chính thức được giới thiệu. Ngoài ra thì các tweet của tài khoản cũng đề cập đến sự chậm trễ của thẻ AirTag và iPhone SE 2020 đã được chứng minh là đúng, cũng như là một số thông số kỹ thuật chính của iPhone SE và thậm chí là cả thời gian ra mắt luôn. Quan trọng hơn là hầu hết các thông tin này được công bố trước mọi nguồn tin khác, do đó thì đây có thể là một nhân vật ẩn danh có quyền truy cập vào một số nguồn chính xác và khiến cho các dự đoán có độ tin cậy rất là cao. Bên cạnh đó thì một tài khoản YouTuber cũng khá nổi tiếng trong việc tiết lộ thông tin Apple, đó chính là John Prosser, cho biết Apple đang lên kế hoạch tung ra iPad Pro 5G hoàn chỉnh với chip xử lý A14X Bionic thế hệ tiếp theo vào cuối năm nay, có khả năng cùng với iPhone 12. Mặt khác, nguồn tin từ Love to Dream không cho rằng Apple có kế hoạch ra mắt một chiếc iPad Air mới vào tháng 9. Về thông số kỹ thuật thì chiếc iPad Air thế hệ thứ tư được cho là có màn hình mini LED với kích thước là 11 inch. Ngoài ra thì chiếc tablet này còn được dự đoán sở hữu thiết kế toàn màn hình và các viền đồng nhất, có thể giống với iPad Pro 11 inch hiện tại. Yếu tố khác biệt chính giữa iPad Air và iPad Pro ngoài hệ thống camera sau và máy quét LiDAR sẽ là hệ thống nhận dạng sinh trắc học của Apple. Trong khi iPad Pro dựa vào Face ID thì iPad Air mới sẽ triển khai Touch ID mới trên màn hình. Apple đã làm việc trên công nghệ này trong nhiều năm với mục đích là tích hợp nó vào các mẫu đồng hồ Apple Watch và iPhone trong tương lai. Do đó rất có thể công ty do Tim Cook dẫn đầu đã chọn thử nghiệm đầu tiên trên iPad Air trước khi mở rộng sự hiện diện của nó. Vẫn chưa có thông tin nào về con chip đi kèm bên trong iPad Air năm nay. Hiện tại thì iPad Air 2019 được tích hợp A12 Bionic. Đây là phiên bản chip mới nhất tại thời điểm ra mắt, nên nhiều khả năng là chiếc máy tính bảng thế hệ tiếp theo sẽ tích hợp A14 Bionic. Con chip được cho là sẽ nằm bên trong iPhone 12 Pro. Như Bloomberg đã báo cáo trước đó, ra mắt cùng với iPad Air 2020 mới có thể là một phiên bản iPad giá phải chăng thay thế cho chiếc iPad được giới thiệu vào tháng 9 năm ngoái. Nhà phân tích nổi tiếng Minh Chi Kuo cho biết, sản phẩm này sẽ sở hữu một màn hình mini LED cùng với rất nhiều chi tiết hấp dẫn khác. Nếu thông tin được chia sẻ gần đây là sự thật, thì Apple có thể sẽ sử dụng chip A12 Bionic mới hơn và nhanh hơn cho iPad 2020. Đây cũng là con chip được sử dụng bên trong iPad Air 2019 cũng như là iPhone XS và iPhone XR. Việc đẩy mạnh sản xuất máy tính bảng trong thời gian gần đây có lẽ là bởi nhu cầu về dòng sản phẩm này đột ngột gia tăng mạnh mẽ. Covid-19 đã khiến cho nhiều người phải làm việc, học tập và giải trí trong nhà nhiều hơn. Máy tính bảng thắng thế là điều dễ hiểu.